Xin chào các bạn, hiện giờ Phương đang có mặt tại quốc lộ 22, ngay đèn xanh đèn đỏ, đối diện là bệnh viện Xuyên Á của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Phương có đi đến đây thì Phương thấy có một bà cụ này cũng lớn tuổi, tám mấy tuổi bạn, hàng ngày bà hay ra đây bán rau. Mỗi buổi sáng thì có khi bà đi xe đơm, bữa nào mà bán được hết rau thì bà đón xe về, còn bán mà còn giao ế bà thì bà phải nhờ quá gian người ta. Thì hôm nay Phương lại để hỏi thăm và chia sẻ coi mấy ngày nay bà buôn bán thế nào hả các bạn ha. Bây giờ Phương chia sẻ các bạn cùng xem luôn. Hôm nay bán mấy cái củ hả? Bán có giao hả? Hôm nay sao sáng rồi bán nhiều không? Có là mấy đêm củ mình bán mấy hả? Bán được 2 bán củ, 2 bán mấy. Mấy nhà nay không có bán rau, mấy ba trái cây nhà đi bán thôi. Rồi sáng nay chở ngoài đi. Sáng đi chợ ôm ba. Sớm chưa hả? Ôm ba 30. Rồi trưa về sao? Trưa về ôm 20. Có bán lửa, có bán lời bữa là đừng xong có đi xe 50. Có đủ ngày là mình đơn vườn ra mình mua. Mình ở gần sớm người ta chín người ta kêu mình ta bán. Bức là cũng vậy luôn. Người ta thấy mình lớn tuổi rồi, người ta thương bán chạy cho mình nữa hả? Bữa nào bán về chạy nhất là mấy giờ? Có bữa 3 giờ mới đi à. Dễ vậy đó hả? 3 giờ chiều luôn. 3 giờ. Cái hầu bán hết mệt quá dọn gì à. Vậy là sáng giờ ngoại bán mới được 2 trái thôi hả? Trái là trái mít 2 trái đủ. Thôi vậy ngoại bỏ tắt hết tư đủ với bỏ bịch đi. Đi mít tay bán ra con mua cho người giờ ngoại về bằng cách nào? Đi về ôm gì à? Cho mới về thôi, để con chở ngoại về luôn cho. Bán xong rồi ngoại về nhà luôn, không đâu còn làm gì vậy? Bán không gì luôn. Đủ là chỉ nấu canh chứ không ăn chín nha con. Dạ. Ăn chín, ăn nấu canh ăn không hết. Dạ được, con đi con ngoài bán cho con đi. Bít này là bít gì vậy ngoại? Chín này mình thái chín rồi. Chín rồi hả? Hàng ngày là ngoại bán ở đây hả? Ngày nào cũng đi bán hả? Ngày nào cũng ra đây bán hả? Là hồi lúc trước con gặp là ngoại bán rau. À. Mà bây giờ ngoại không còn bán rau nữa. Rau gì không có, nắng quá không có còn là có trái cây bán, trái cây trong vườn có gì thì bán có bán gì rồi. Bán mấy ngày hôm qua là ngoại bán gì? Ngày qua có rau lan với đậu. Qua có rau lan, rau lan là mùa này dễ trồng. Dễ trồng rau lan họ cắt ngày qua, ngày mai họ mới cắt nữa. Bán khoảng 50 không? Rồi cái mít này luôn, vậy bỏ cái mít luôn, bịch con đi. Đây cái bọc. Bây giờ thấy ngon hơn ngọt ra. Ngoại năm nay là nhiêu tuổi rồi? Tết nay thì 83, nay thì 82. 83 tuổi mà vẫn còn ngày nào phải đi bán được không? Giờ bệnh quá không có tiền, con rồi nó nghèo mà nó không có, nó nuôi mình con. Ngoại hiện giờ ở với anh? Giờ ngoại giờ hiện giờ ở thằng cháu ngoại. Cháu ngoại hả? Cháu ngoại ở chung nhà hả? Ở chung nhà. Cháu ngoại lớn chưa? Này nó đi khám nghỉ vụ 17 rồi. Dạ. Họ không làm nó như mình hộ, nay bệnh ở nhà. Dạ. Lúc trước con gặp là hình như có con gái ngoại với nó dễ đó ngoại. Tại cái thằng nó chết rồi. Dạ. Vợ chồng bây giờ gì chứ? Dạ. Nó gì đó nằm nhờ lặng uống thuốc. Dạ. Cũng chết nay còn tháng rồi, giờ gì chứ? Chồng chết gì vậy? Dạ, chỉ cá mọi người quê luôn á. Gì luôn. Quê chồng ở Cần Thơ. Dạ.
Vô nhà nghỉ đi. Con xếp về luôn nha ngoại. Con về luôn. Dạ. Có gì nếu có dịp đó đâu ghé ngang thăm ngoại.